Sen hân hạnh đồng hành cùng mái ấm gia đình Việt. Quý Linh Hồng Nhật chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:20 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào Vĩnh Phúc thân yêu. Quý vị thân mến, chúng tôi đến Vĩnh Phúc vào một buổi sáng trời se se lạnh, không khí chuẩn bị chuyển sang mùa đông. Nhưng mà trong lòng chúng ta cảm giác rất là ấm áp khi được chia sẻ những tình cảm với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Chúng tôi sẽ tiếp sức cho các bạn để đến con đường tương lai tốt đẹp hơn. Chúng tôi chia sẻ với các bạn nhiều động lực hơn trong cuộc sống này. Ai có thể nói tôi đến Vĩnh Phúc rất nhiều lần, như lần này đến Vĩnh Phúc, thành phố Vĩnh Yên với một cái tâm trạng rất là hứng khởi thưa quý vị. Hứng khởi bởi vì sao? Bởi vì với những cái năng lượng tích cực này, chúng tôi muốn truyền tải những cái thông điệp yêu thương trong cuộc sống này, chia sẻ những khó khăn với hoàn cảnh đặc biệt, và tôi tin rằng trong cuộc sống này còn nhiều tấm lòng chia sẻ lắm. Các bạn nhỏ ở đây, chúng ta tham gia chương trình nhớ rằng ta chia sẻ nhiều hơn trên mạng xã hội của mình, đưa cái thông điệp của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt đến tất cả khán giả truyền hình. Và kính thưa quý vị, đến giờ chương trình hôm nay, chúng tôi xin trân trọng chào đón ông Chu Anh Hùng, Phó Giám đốc Nhà hát lớn Hà Nội thuộc Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch. Chúng tôi xin chào đón MC nghệ sĩ Bảo Trang, chào đón Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen Cao Quảng Sang. Chúng tôi chào đón đại diện nhà phân phối Đặng Ngọc Tùng Lâm, chào đón đại lý Mạnh Anh, xin chào đón đại diện đại lý Công Trang, xin chào đón đại lý Thuận Đại, chào đón đại diện nhà phân phối Trần Quốc Mạnh, chào đón đại lý Khải Thủy, chào đón đại lý Dũng Thúy, chào đón đại lý Văn Tuấn, xin chào đón đại lý Hướng Thủy, và chào đón tất cả các đại biểu trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ hai nhân vật quan trọng nhất trong ngày hôm nay, đó là khách mời để hỗ trợ ba hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, đó chính là diễn viên Duy Nam và Ngọc Huyền. Rồi, xin chào cả nhà rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đến đây để cùng chia sẻ với chúng ta. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho em gửi đến tất cả những lời yêu thương đến những con người ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc ạ. Đó. Ngày hôm nay thì Đỗ Duy Nam cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Báo cáo với cả anh Linh là em thì bố mẹ là người Nam Định, đẻ ra ở Lào Cai, sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Nhưng hiện tại cũng là một trong những người đang sống và làm việc và cùng với cả bố em cũng ở thành phố Vĩnh Yên này. Ồ vậy đó hả? Cũng là có KT3 ở đây. Nam cảm thấy rất là vui, rất là vinh dự khi được tham gia chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt, một chương trình lan tỏa đi những yêu thương. Và thưa mọi người, bàn tay có những khe hở để làm gì ạ? Để cần một bàn tay khác nắm lấy, trao nhau yêu thương. Và đây là cái tinh thần mà Đỗ Duy Nam đến đây ạ. Dạ. Rồi, cảm ơn Duy Nam rất nhiều. Còn Ngọc Huyền thì sao? Dạ, lời đầu tiên thì cho phép Ngọc Huyền được gửi lời chào tới các cô chú anh chị và các bạn học sinh ở tỉnh Vĩnh Phúc ngày hôm nay ạ. Cháu thì đã biết đến chương trình rất lâu rồi, nhưng mà hôm nay có cậu tham gia thì cháu đã sẵn sàng và cố gắng hết mình để có thể kiếm thật nhiều tiền về để giúp đỡ các gia đình khó khăn ngày hôm nay. Yeah. Rồi, hôm nay các bạn sẽ là những nhân vật cùng hòa mình với những hoàn cảnh khó khăn đó. Để xem những nỗ lực các bạn thế nào, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ gặp gỡ hoàn cảnh ba gia đình ngày hôm nay để xem họ làm công việc gì, hoàn cảnh ra sao. Và bây giờ xin mời quý vị đến với gia đình đầu tiên. Con tên là Đông Thị Thùy Trang, đang học lớp 10A3 trường phổ thông Cảm Nhân ạ. Con đang ở với mẹ cùng với một anh trai và em gái ạ. Chồng tôi mất từ năm 2014 ạ. Anh ấy mất vì bệnh ung thư dạ dày ạ. Hôm đấy là mùng 2 tháng riêng thì là anh ấy
đau bụng thì mang vào trạm thì người ta nghi là anh bị ruột thừa. Còn lấy thuốc giảm đau cho uống thì về đến chiều là bảo đi viện thì đi không kịp, đi nửa đường thì nó đã vỡ ra rồi. Thế là đi sang đến viện thì mổ xong về điều trị đỡ đâu được 1-2 tháng bắt đầu lại đi mổ lại. Đi lần hai về đi điều trị thêm 2 lần nữa là về anh cũng không đỡ, cũng không qua khỏi. Thế là anh mất năm 2014. Tôi bố cháu mất được 2 tháng thì tôi mới đẻ đứa thứ ba. Thế cũng rất hay khóc vì nhớ bố, nhất là ngày giỗ của bố ạ. Mỗi khi nhớ bố con chỉ biết lấy ảnh ra bố ra nhìn ạ. Con chỉ ước là một lần đi chơi với bố mà không được ạ. Thấy mọi người đều bố quan tâm và con thì không được ạ. Con rất là buồn và tủi thân ạ. Con trai tôi đẻ được 3 tháng thì cháu nó cứ khóc, cứ ốm cứ khóc. Thế là tôi mang đi khám thì bệnh viện bảo là cháu bị não ung thủy. Thì tôi lấy về được 1 năm thì tôi mới lấy cháu đi mổ để đặt van. May cháu còn hợp van, thì không hợp van thì mỗi tháng phải đi 1 lần. Giờ về cháu được 16 tuổi rồi, may cháu không phải đi nhiều ấy. Đi nhiều thì chắc tôi cũng chẳng có gì để cho cháu đi nữa đâu. Bây giờ cháu nó vẫn bình thường. Vâng, cháu đi đặt van về thì cháu cũng cứ nằm một chỗ thế thôi, cháu chẳng đi được đâu, cháu chẳng tự sinh hoạt được. Thì bố mẹ đều chăm sóc hết, từ ăn, từ uống, từ giặt rũ. Vừa thương con vừa thì khổ bản thân, sống ngày nào chăm sóc cho con ngày đấy thì con chẳng biết tính đi trước được. Lo sợ khi tôi ốm đau tôi nằm đấy chả ai chăm sóc ba đứa con. Với con sợ nhất là điều khi mẹ làm mệt vất vả quá và mẹ mệt và mẹ ốm ạ. Hôm không có gạo để ăn, mẹ thường đi vay và mượn của nhà hàng xóm. Lúc nào mình làm được cái giọ, đan được cái giọ thì mình lại mang đi bán, mình lại giả cho người ta thôi. Lúc chồng mất con thì ốm đau nữa thì như cũng tủi thân lắm, chẳng ai đỡ. Lắm lúc cũng tủi thân lắm, chỉ khóc một mình thôi biết làm nào được. Mỗi lần đi học con đều đi nhờ xe của bạn và con ước được mẹ mua xe cho nhưng sợ mẹ không đủ khả năng, sợ mẹ lo nghĩ nhiều và lo lắng. Nên con không dám nói cho mẹ biết ạ. Tôi bây giờ tôi chỉ mong muốn là nếu như có một số tiền nào đấy thì tôi chỉ sửa sang nhà cửa. Bây giờ nhìn như thế thôi nhưng mà nó cũng mục mà mục hết rồi ấy. Nhà vệ sinh thì chả có. Lấy cây về để làm, đến lúc cây nó mục thì cả ba mẹ con bế nhau ra tắm thì không may thì cái thích nó bị vấy thì cả ba mẹ con rơi xuống. Tôi nó bị cây nó chọc vào chân nên bây giờ còn có sẹo. Đứa lớn thì tôi còn bế ở trên lòng, còn đứa em thì cứ đứng như thế. Về sau sợ quá còn run, bảo mẹ ơi sao lại thế, bảo nhà mình nghèo mục thì nó thế con ạ. Đây là một cái hộ mà có cái điều kiện đặc biệt khó khăn của địa phương. Thì xã cũng đã kêu gọi mặt trận rồi cả các đoàn thể rồi là nhân dân trong thôn cũng đã giúp đỡ bằng các cái hình thức như là bằng ngày công lao động giúp đỡ gia đình. Thứ hai nữa là cũng khuyến góp bằng các nguồn kinh phí để hỗ trợ cho gia đình giảm bớt những cái khó khăn. Cũng mong kêu gọi các cái bậc thường quân, các cái tổ chức giúp đỡ cháu Trang là cũng sẽ tiếp tục được đi học. Con sẽ học thật giỏi và kiếm được nhiều tiền rồi xây cho mẹ một căn nhà như mẹ mong muốn. Mẹ hãy yên tâm ở con nhớ mẹ rất nhiều. Chào gia đình. Rồi, chào con gái. Mám gia đình Việt rất vui được chào đón cả nhà mình đến với chương trình ngày hôm nay. Hoàn cảnh xong rồi nó bi đát quá. Con ơi, nãy chú Quỳ Linh nghe con nói là con ước mơ một lần được đi chơi với bố hả? Vâng ạ. Vậy thì lúc bố còn sống mình chưa, mình đi chơi lần nào con hả? Con chỉ nhớ là bố đưa con đi học thôi ạ. Đưa đi học thôi. Vâng. Chưa được đi chơi lần nào cả. Mỗi lần con nhớ bố thì con làm gì con? Con lấy ảnh bố ra nhìn ạ. Khi mà nghe em chia sẻ với bố ấy, anh cũng là một người rất là yêu bố ấy. Nhưng mà có những lúc mà anh cũng làm bố anh buồn rất là nhiều. Nhưng mà nhìn vào ánh mắt của em và nhìn thấy cái sự nồng nàn khi mà em nghĩ về bố ấy, tự nhiên anh cảm thấy
mình cũng chưa thực sự là tốt với bố nhiều lắm. Nhưng mà hãy tin anh đi, với cái tình yêu thương mà em dành cho gia đình, dành cho bố mẹ thế này, chắc chắn là em sẽ có một cái tương lai rất là tốt và sẽ có rất là nhiều người sẽ bên cạnh để giúp đỡ em nhé. Dạ vâng ạ. Nãy giờ thấy Huyền khóc rất nhiều, cảm xúc của Huyền như thế nào? Dạ, khi mà xem clip thì em thấy là mọi người rất là nghị lực. Em thấy rất là tâm huyết và quyết tâm để giúp cho mẹ mình thoát nghèo. Và đấy là một điều mà cháu thấy rất là khâm phục, rất là kính nể em ấy. Tuy là còn nhỏ nhưng mà rất có nghị lực. Khi mà em là Hà Nội hoặc là bất cứ khi nào cần giúp đỡ thì em có thể gọi anh chị. Anh chị luôn sẵn lòng giúp đỡ em trong tất cả mọi việc. Dạ vâng. Vâng, gia đình cảm ơn các anh chị ạ. Thì làm mỗi ngày như vậy được khoảng bao nhiêu tiền hả chị? Dạ em, công việc của em hàng ngày là chỉ có đan giỏ thôi ạ. Mỗi ngày thì nếu như có đầy đủ vật liệu thì được có 20 cái một ngày thôi ạ. 20 cái thì được bao nhiêu tiền? 20 cái thì được có 90.000 thôi. Rồi ngày nào cũng làm được 90.000 hay là ngày có ngày không? Ngày thì làm được, không có ngày không làm được đâu ạ. Bởi vì là nhiều việc quá, một mình không cáng đáng nổi. Con em nhỏ ở nhà chăm cho anh của bé bị nằm một chỗ nữa, với lại em đi học nữa thì sáng phải đưa đi, trưa đón thì chiều lại phải đưa đi, tối đón, ngày đón 4 lần thì không làm được gì nhiều đâu ạ. Như vậy thì cũng đâu có đủ để trang trải nuôi 4 mẹ con đúng không? Vâng ạ, 4 mẹ con. Trời đất ơi, vậy thì mỗi lần mà mình thiếu thốn trong nhà đó thì chị làm gì? Thiếu thốn thì đi mượn xung quanh thôi, còn làm khi nào mình làm được thì mình lại mang giả. Cứ ăn ngày trước rồi nợ ngày sau. Vâng. Rồi ngày sau lại trả, là mượn nợ tiếp như vậy. Cái vòng luẩn quẩn đó không biết chừng nào mới lại cho hết được đúng không? Con gái, từ lúc mà cái nhà vệ sinh nó bị sập luôn á, thì mình đi vệ sinh ở đâu? Mẹ sẽ làm lại bằng cây ạ. À, mẹ làm lại cái cây thôi. Rồi che cái... bạc. Cái bạc đó con hả? Vâng. Con có thường xuyên thấy mẹ khóc như thế này không? Có ạ. Mỗi lần mẹ khóc thì con làm gì? Con sẽ nói chuyện và chia sẻ nỗi buồn cho mẹ ạ. Một bé gái còn rất nhỏ nhưng suy nghĩ cũng rất là sâu xa. Ước mơ rằng con sẽ học thật giỏi để có tiền làm lại cái nhà cho mẹ. Dạ vâng ạ. Đó là một ước mơ rất là chính đáng, rất trân trọng điều đó. Cái con đường mà con đang hướng tới nó còn xa vời lắm. Thưa quý vị, chúng ta đã xem Mám Gia Đình Việt rất là nhiều rồi. Ngày hôm nay tại thành phố Vĩnh Yên, Bình Phúc, chúng ta có chứng kiến một hoàn cảnh đó. Thì mong rằng quý vị hãy chia sẻ với chúng tôi thật nhiều số tài khoản và số điện thoại của gia đình đang chạy trên màn hình. Hãy nhắn một thông tin nào đó, hãy chia sẻ một động lực nào đó, hoặc có thể một chút tình cảm gì đó bằng hiện kim hoặc hiện vật, để gia đình ngày hôm nay có thể vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Đó là hoàn cảnh gia đình đầu tiên. Còn bây giờ Quỳnh Linh xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với hoàn cảnh thứ hai. Con tên là Mai Quốc Việt, năm nay học lớp 10 trường Trung học cơ sở Kim Sơn Nam. Con đang sống với bà nội. Ngoài ra con còn có chị cả đang học đại học năm nhất ở Hà Nội. Tôi là Vũ Thị Hạnh, 79 tuổi. Công nghiệp của tôi là nghề thủ công đan đĩa cói. 5 giờ sáng đến 9 giờ tối, tôi cứ ngồi cái chỗ này đan vậy. Đấy, mỗi một ngày là tôi làm được 4 cái. Nếu mà trừ nguyên liệu thì mỗi ngày khoảng đậu 30.000 tiền thôi. Trong một tuần thì chỉ làm được 4 ngày cùng 5 ngày vì lưng nó đau. Chân tay xương khớp nó sưng đau lắm, không đi được ấy. Sức khỏe bà kém nhưng bà vẫn cố kiếm tiền để nuôi cháu ăn học. Mỗi lúc con nhìn bà con cảm thấy xót lắm. Vì thế con giúp bà làm những công việc để cho bà đỡ cực hơn. Bố cháu thì bị ung thư dạ dày. Bố cháu chết cháu có 3 tuổi Việt ấy. Chưa được 2 năm thì mẹ cháu lại ung thư máu. Thì lúc mẹ cháu chết là Việt mới có 5 tuổi. Là tôi nuôi thì Việt từ năm cho đấy cho đến bây giờ. Lúc trước con ở xã Lưu Phương. Lúc bố mẹ con mất thì con mới về thị trấn Phát Diệm ở với bà nội. Cách duy nhất mà con thể nhìn thấy bố mẹ mình là về nhà của mình để nhìn ảnh của bố mẹ. Một tháng con về nhà cũ 2 lần để thắp hương cho bố mẹ.
Mỗi lần con về đó đều cảm thấy buồn vì chẳng còn bố mẹ nữa. Con muốn gặp lại bố mẹ. Cái hôm vừa rồi họp phụ huynh thì cô giáo chủ nhiệm khối bảo tôi này, bà, làm sao bạn Nguyệt học giỏi nhưng mà con thấy bạn ấy buồn lắm. Thì con hỏi thì bạn bảo con rằng là cô ơi cô, con nhìn các bạn có cha có mẹ, tình cảm các bạn ấy có mà con chẳng có cha có mẹ, mà bà con thì già yếu, con buồn lắm cô ạ. Nhất là ngày Tết ý, 30 Tết thì ai cũng có bố mẹ đi xa về gần về, mà cháu tôi chỉ có ngồi ngoài hè kia chẳng có một ai. Thì tôi nhìn hai đứa tôi thương lắm, tất cả là tôi hy sinh hết vì cháu. Đau cỡ nào tôi cũng phải ngồi tôi làm, vì tôi thương cháu, người ta có bố có mẹ, mà cháu tôi không có bố có mẹ, thiếu thốn tình cảm. Đối với con, nỗi sợ lớn nhất là mất người thân. Con sợ mất bà, con mong muốn bà được khỏe mạnh. Chị của Quốc Việt là Mai Thị Ánh Nguyệt. Ý tôi không muốn cho cháu đi đại học, nhưng mà cháu lại thi được điểm cao. Nên là cứ đến bữa ăn cơm ấy thì nó lại khóc. Nó bảo bà cố gắng, bà nuôi cháu 12 năm, cháu học cận cả thị mắt rồi. Thì cái tháng hè cháu đi làm thời vụ cho công ty, cháu phải làm tăng ca này đến 9 giờ tối. Thì lương cháu được 5 triệu rưỡi một tháng. Thì cháu làm được 2 tháng thì được 11 triệu. Rồi cháu đi chào cô rì, chú bác, họ nội, họ ngoại thì cho cháu, để cháu đủ tiền đi nhập trường. Còn các bạn chơi học cùng với cháu thì lúc cháu đi học với tín chân cháu đây, cho cháu người chỉ 100, người 200. Thì trước khi cháu đi, cháu xách cặp ra đi, cháu chào bà chẳng có đồng nào cho cháu. Vậy là cháu có hơn 1 triệu nó ăn suốt từ hôm bắt đầu mùng 7 tháng 9. Cháu nhập học cho đến bây giờ đấy, coi như không còn tiền học ăn nữa. Con chỉ mua mì tôm thôi, con ăn mỗi một bữa một gói để con lấy sức con học. Hai cháu cố gắng học hành, rồi để sau này bà có mất đi, các cháu cũng còn có công, có việc, các cháu sinh sống để nuôi bản thân các cháu. Bà ơi, con mong bà sống lâu để sau này con kiếm được tiền, con có thể chăm nuôi được bà. Con chào bà. Rồi, con mời bà. Mời việc. Xem hoàn cảnh đầu tiên, chưa khô nước mắt. Chúng ta lại khóc cho hoàn cảnh thứ hai. Quá trời là nghiệt ngã luôn. Bố mẹ không còn nữa, mà bà lại lớn tuổi rồi. Bà ơi, nhà mình như vậy là chỉ còn mình bà ha? Vâng, lúc bố chết thì Việt có 3 tuổi. Còn mẹ Việt thì chết thì Việt có 5 tuổi. Tôi thì trong người bệnh tình quá nhiều, suy tim, rồi chân khớp không đi được, sút lưng. Nhưng bắt buộc vẫn phải hy sinh vì nuôi hai đứa cháu mồ côi. Mà giờ thương cháu nên tôi hy sinh, đau mấy là tôi cũng phải ngồi tôi làm. Mỗi ngày bòn bới vài chục để rau mắm nuôi hai cháu. Việt ơi, con không nên cứ lúc nào cũng buồn tuổi như vậy. Bởi vì nhà con quá buồn rồi, không còn điều gì để nói nữa cả. Mình phải cố gắng là gượng dậy, phải cố gắng vui hơn nữa một chút xíu. Bởi vì bà cứ thấy con càng buồn, bà lại càng đau nhiều hơn nữa. Bây giờ động lực của bà là nhìn thấy con vui, nhìn thấy chị con học giỏi. Khi chúng ta đón nhận tất cả những khó khăn rồi thì khó khăn nó cũng không bao giờ tới nữa đâu. Thay thế vào điều đó, nó sẽ gặp được nhiều điều may mắn. Chú thấy rằng là nhà con không còn gì để khó nữa đó. Nó khó quá rồi. Đây, tất cả các bạn hồi nãy giờ ai xem chương trình đều rơi nước mắt vì hoàn cảnh của con cả. Nhưng mà sau những giọt nước mắt đó, chúng ta vui lên để có động lực. Con có thường xuyên hay khóc một mình không Việt? Đôi khi có. Có thường xuyên liên lạc với chị không? Đôi khi gọi điện hỏi thăm rồi. Chị con ở ký túc xá hả? Vâng ạ. Bây giờ em cũng lớn rồi và bà thì nhiều tuổi rồi. Mỗi chiều 30, thay vì việc mình ngồi ở ngoài, mình nghĩ về những cái kỷ niệm
xưa cũ buồn ấy, thì mình là người đàn ông trong gia đình, mình phải cứng rắn lên, mình phải là chỗ dựa cho bà. Thì để bà có nhiều sức khỏe, cũng giống như là ước mong của em, là mong bà thật sống lâu bên em. Thì bây giờ mình là đàn ông, mình phải cố gắng, quyết tâm hơn nữa em nhé. Vâng. Chị Huyền có nói gì với em không? Chị cũng chỉ mong em là sống tích cực hơn, nghĩ về những điều tốt đẹp hơn, thật là cố gắng học giỏi để có thể giúp đỡ bà. Không buồn nữa, không được buồn nhiều nữa, biết chưa? Con chúc bà nhiều sức khỏe vào nhá. Vâng, vâng. Với ánh mắt này, với tinh thần của em Việt, vâng, con tin là các em sẽ có công việc trong tương lai. Vâng. Và sẽ có rất là nhiều người trong xã hội này, vâng, sẽ sẵn sàng giang tay để giúp đỡ gia đình mình bà. Vâng. Bà nhiều sức khỏe bà nhá. Vâng, cảm ơn anh. Cũng cảm ơn chương trình, cảm ơn các anh đã có lòng thương đến hoàn cảnh gia đình của các cháu với tôi. Mà nhìn bà tự nhiên nhớ cái bài hát ấy. Mọi người có muốn hát cùng Nam bài không? Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Tóc bà trắng, màu trắng như mây. Cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay. Khi cháu vâng lời, cháu biết bà vui. Đó, con phải luôn luôn hát với bà, con phải luôn luôn tâm sự nói chuyện với bà nhá. Vâng. Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao mà có ra sao cũng chẳng sao. Cứ tinh thần nó sống đi con nhá. Đừng có buồn rầu hoài, không có làm được gì đâu nha con nhá. Chú tin rằng sau chương trình này con sẽ có một sự thay đổi khác. Chị con cũng sẽ có một sự thay đổi khác. Thưa quý vị, đó là hoàn cảnh thứ hai. Số tài khoản của gia đình vẫn đang chạy trên màn hình. Và quý vị nên vào website của chương trình maiamgiadinhviet.vn để chúng ta có thể chia sẻ nhiều hơn nữa với gia đình ngày hôm nay. Còn bây giờ quý vị xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với hoàn cảnh thứ ba. Con tên là Ninh Thị Quỳnh Như, con đang học lớp 10A3 của trường Trung học Phổ thông Cảm Nhân ạ. Hiện tại con đang sống cùng với bà nội, mẹ và em trai ạ. Ba con trước kia là làm ở Hải Phòng và sau đó bị tai nạn, mất cách đây khoảng tầm 3 tháng ạ. Suy nghĩ đầu tiên mà khi nghe cái tin báo chồng tôi tai nạn thì tôi rất là đau. Tại vì lúc đấy chồng tôi vừa gọi cho tôi cách 2 tiếng sau lại báo lại là chồng tôi tai nạn. Tôi rất suy sụp, biết là sẽ rất là khó khăn đối với tôi, nhưng mà cái sự cố gắng của tôi để thay chồng tôi nuôi 2 đứa con ăn học và thay chồng tôi nuôi mẹ già. Mẹ chồng tôi cách đây 20 năm thì đã bị tâm thần. Sinh hoạt hàng ngày tắm rửa là bản thân tôi giúp bà. Ăn uống thì đến bây giờ thì có lúc bà tự ăn mà có lúc tôi cũng phải đút cho bà. Cuộc sống không có ba thì con cảm thấy là nó bị thiếu rất là nhiều ạ. Thiếu tình cảm của ba và mẹ sẽ phải gồng gánh nuôi 2 đứa. Mẹ con vừa là mẹ con vừa là ba. Mẹ con là đi phát đồi và có phơi ván ạ. Thu nhập của mẹ thì mỗi ngày kiếm được khoảng 150.000 đồng. Tiền đó thì chỉ đủ sinh hoạt gia đình thôi ạ. Còn nếu mà đóng tiền học phí thì phải tích góp từng ngày ạ. Nhiều ngày trời mưa là mẹ không đi làm được ạ. Là những ngày đó là gia đình không có gì ăn ạ. Mỗi khi mà tôi nghĩ đến là tôi thấy đau lòng với lại thương con tôi. Trong khi nhà quá hoàn cảnh với lại một mình tôi phải gánh vác. Muốn buông xuôi nhưng mà lại nghĩ là nhìn về đằng sau là còn 2 con của tôi. Cho nên tôi phải thật cố gắng. Ngôi nhà hiện tại mình đang ở thì cũng nhà gọi là nhà còn em chú nó không ở nữa. Thì người ta cho xin, ông vợ chồng tôi mang về dựng lên thì ở. Nhà này năm nay là 10 năm rồi. Có một ít tôn ấy là người chồng tôi mất thì là người ta thương hay người ta bán cho. Có lúc mà mưa thì dột thì mấy mẹ con lấy chậu lấy xô về hứng. Xong là chỗ nào không ướt thì ở chỗ đấy, chỗ nào ướt thì mình lại tránh. Tôi tên là Nịnh Văn Quang, là bí thư chi bộ của thôn Cây Mơ. Nhà anh Nịnh Văn Kính, tức là chồng của Vi Thị Khánh này, cũng là một trong gia đình đặc biệt khó khăn của thôn. Thì vừa rồi là gia đình cũng được hỗ trợ là 10 con lợn theo cái chương trình đề án của tỉnh. Hy vọng rằng là với sự hỗ trợ giúp đỡ của Đảng Nhà nước này thì gia đình sẽ giúp được những phần kinh tế nào cho gia đình. Em trai con hiện đang học tại trường dân tộc nội trú huyện Yên Bình, cách nhà khoảng 60 cây ạ. Mỗi lúc con nhớ nhà, con thường điện thoại của cô giáo gọi về cho mẹ. Dù không ở cạnh người thân nhưng con phải cố gắng học tập để cho mẹ đỡ lo.
có những lúc mẹ ốm mẹ không đi làm được, thì khi mà nhìn những cái cảnh đấy là con cảm thấy rất là lo lắng ạ. Con sợ mẹ ốm và không có ai lo cho hai chị em con. Dạ, con muốn gửi một lời đến mẹ là mẹ phải thật cố gắng để đi cùng hai chị em con đến khi mà hai chị em con thật trưởng thành và thành công ạ. Tôi muốn con tôi sẽ trở thành một người có ích cho xã hội và một người có tấm lòng cao thượng, để sau này vươn lên còn giúp đỡ những người có thể nghèo như chúng tôi đây. Rồi, chào chị. Chào con. Ở đây nào. Chia sẻ với chị, khi anh mất rồi thì một mình chị phải lo bà nè, hai đứa nhỏ nè, một cái gánh quá nặng luôn. Nãy nghe chị nói là mỗi ngày mà không có làm ra tiền thì nhà mình không có gì ăn hả chị hả? Vâng ạ, mỗi ngày tôi không có ai đi thuê, tôi đi làm mướn cho người ta thì ba mẹ con với mẹ chồng tôi cũng ăn cơm với muối, với rau vậy thôi ạ. Bà có tự vệ sinh cá nhân này kia được không hay là chị phải lo hết? Tôi hoàn toàn lo vệ sinh cá nhân với lại tắm rửa giặt giũ cho mẹ chồng tôi. Có khi nào mà bà không kiểm soát được, bà có đi những cái nơi khác mà mình không thể tìm kiếm được không hả chị? Có khi bà cũng đi chỗ này chỗ kia, nhưng mà anh em hàng xóm người ta thấy người ta thương thì đưa về nhà hộ, hoặc là gọi điện cho cháu hoặc là tôi đi đón. Đã gia đình khó khăn rồi, gặp bà lại bị bệnh như vậy nữa, lại càng khó khăn hơn nữa. Mỗi lần mà nhà mình không có gì ăn, mình phải ăn với muối đó con gái. Con suy nghĩ điều gì? Khi đấy thì con cũng chỉ thấy thương cho mẹ là phải nuôi ba người và gánh một gánh nặng rất là lớn á. Bao lâu thì nhà con được ăn thịt một lần? Dạ, khi nào mà mẹ con có người đi mướn đi làm và đủ tiền thì khi đấy là nhà con mới được ăn một bữa thôi. Lâu lâu mới được một bữa thôi con hả? Vâng ạ. Vậy thì mỗi lần mà được ăn thịt như vậy thì chắc chú nghĩ rằng mẹ con phải nhường cho con với là em con với bà con là nhiều hơn đó. Dạ vâng ạ. Mình có bao giờ tủi thân mình ngồi mình khóc một mình với hoàn cảnh gia đình mình vậy không con? Dạ có. Những lúc mà tủi thân thì cũng không tâm sự với mẹ, bởi vì mẹ không có thời gian để lắng nghe ạ. Thế nên là phải tự một mình ngồi khóc. Sau này con mong muốn con sẽ làm ngành vì gì, việc gì? Dạ, con muốn làm giáo viên ạ. Làm giáo viên, rồi là được truyền, được dạy. Sau đó là lan tỏa đi những cái yêu thương, những cái tích cực, những cái mà mình bất hạnh hơn người khác, đúng không em? Dạ vâng. Từ lúc vào anh đã nhìn thấy em có một ánh mắt rất là buồn, chắc là thương yêu mẹ nhiều lắm. Cố lên nhá. Dạ vâng ạ. Cuộc đời chú thấy rằng gia đình con chẳng có gì để vui cả, nhưng mà đỡ hơn con vẫn còn mẹ. Đó là một cái niềm vui lớn nhất, một động lực lớn nhất của con. Dạ vâng. Con hãy cười lên với một ánh mắt rạng rỡ chút xíu để mình được xinh đẹp nè, để mình có nhiều cái điều may mắn đến nè. Chị muốn chúc em là những cái gì mà em ước mơ ấy, em sẽ làm được. Bởi vì là nghề giáo là một người rất là cao quý. Và với một hoàn cảnh khó như em mà có thể là một người giáo viên tốt, có thể truyền đạt được kiến thức, truyền đạt được những cái điều hay lẽ phải cho thế hệ sau, thì mẹ rất tự hào về em. Rồi, bây giờ chú người lên mời việc nè. Mời con gái, nãy hai đứa nhỏ nãy ra đây con. Các con được đến đây là một cái điều may mắn rồi, theo chú nghĩ như vậy. Ba anh em đều trong những cái hoàn cảnh rất là ngặt nghèo, vực rất là khó khăn. Chú nghĩ rằng chỉ có con đường học vấn, các con mới có một cái khả năng để mở ra một tương lai tốt đẹp cho cả ba con. Vì thì trong bất cứ hoàn cảnh nào, các con phải cố gắng học thật giỏi. Bây giờ chú Quyền Linh sẽ giúp con làm cái toilet nha. Làm cái toilet để mẹ con có cái toilet đó, để khỏi phải té lên té xuống ban ngày ban đêm, khỏi phải lo nữa con ha. Rồi về chị của Việt là chú Quỳ Linh sẽ tặng cho chị Việt 10 triệu đồng đầu tiên.
để chị có thêm nhiều cái động lực để học đại học cho nó tốt. Rồi riêng con gái, chú Quỳnh Linh sẽ tặng một con học bổng 5 triệu đồng. Nha. Con cảm ơn ạ. Rồi, coi như đó là những cái niềm vui đầu tiên mà chú Quỳnh Linh muốn tạo thêm nhiều cái động lực cho các con. Ba anh em cố gắng lên nữa nha. Dạ vâng. Rồi bây giờ thì mình chuẩn bị tinh thần thật tốt để bước vào thử thách của chương trình, để chúng ta có thêm nhiều tiền nữa để lo cho bà, lo cho mẹ nha các con nha. Chúc con thật nhiều may mắn. Nào, để tay vào đây. Cố gắng lên. 1, 2, 3. Yeah. Quý vị thân mến, hãy gạt đi những giọt nước mắt khó khăn đó. Hãy có niềm tin trong cuộc sống này. Và hãy chia sẻ, hãy lan tỏa những cái tình cảm của quý vị đến với chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Đặc biệt là những cái hoàn cảnh khó khăn từ nãy giờ mà Quỳnh Linh giới thiệu đến quý vị. Số tài khoản và thông tin đang chạy ở góc màn hình và website của chương trình là maiamgiadinhviet.vn. Hãy vào đó để chia sẻ, để giúp họ có thêm tinh thần. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với những thử thách đầu tiên. Đó chính là thử thách dành cho Duy Nam và Ngọc Huyền. Quý vị thân mến, chúng ta vừa chứng kiến ba hoàn cảnh quá là khó khăn. Còn bây giờ mình quên đi những cái nỗi buồn đó đi. Dạ. Quên đi những giọt nước mắt đó đi. Bây giờ chúng ta phải chơi cho nó vui. Vui để có động lực hơn nữa trong cuộc sống này. Thử thách rất đơn giản. Trời mùa đông thì thường nó lạnh quá, nó nghẹt mũi. Nó nghẹt mũi thì mình cần có cái ống the hít lên cho nó đỡ nghẹt mũi. Đỡ nghẹt mũi. Dạ. Mà mấy cái ống kia nằm trên kia. Ôi, tôi muốn lấy mấy cái ống đó để tôi tặng cho mọi người ống. Cái ống kia nó không có cái nắp. Đó, nắp nằm ở đây. Dạ. Thì bây giờ các bạn có nhiệm vụ là làm sao mà lấy đôi đũa này, gấp cái nắp này, đi vượt qua các chướng ngại vật và đẩy cái nắp vào lại, đưa hết mấy cái ống đó cho tôi là xong. Trong vòng 1 phút 30 giây, các bạn phải làm được điều này. Đúng rồi. Nếu như các bạn không vượt qua thử thách này thì các bạn không giành được quyền ưu tiên. Ồ. Mà nếu như ba gia đình không có quyền ưu tiên này, họ sẽ ra về tay không. Ui, mà họ ra về tay không thì trách nhiệm các bạn gánh hết. Các bạn có tin là Nam với cả Huyền làm được không ạ? Ừ. Ôi. Vậy đi. Bây giờ coi đồng hồ nào, Ngọc Huyền. Dạ, không ạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Vượt qua chướng ngại vật, đúng rồi, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh, càng nhanh càng tốt. Đúng rồi, đưa đây, đưa đây, đưa đây. Đây, đây, đây. Rồi, đưa đây. Đây, đây. Mũi đỡ quá. Chạy nhanh lên Nam. Nhanh lên. Sao tự dưng lại nó lại ép vào thế này? Đấy, cái đó rồi. Cái đây. À, cái đó rồi. Đó rồi. Nhanh lên. Hết giờ đó. 50 giây rồi. Mình còn 40 giây nữa. Nhanh nhanh. Nhanh lên Nam. Rồi, bỏ chạy về Nam, chạy về đi. Chạy về. Đó, còn như đó đó. 2, 4, 6. Cố lên. Nhanh nhanh. Còn 10 giây cuối cùng. 10 giây chạy đi Huyền. Nhanh lên, lên. Cố lên em ơi. 3, 2, 3, 2. Nhanh, nhanh. Nhanh, 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 nhanh. Nhanh, nhanh. Tặng mọi người ngóng. Thôi. Để em thở cái ạ. Trời ơi, chết rồi. À, tại vì trước khi bọn em khởi động là nhỡ tay ấn nhẹ mất một giây. Đấy. À, rồi. Mọi người ơi, một giây có ảnh hưởng gì không ạ? Đúng ạ. Tại vì hồi nãy là ấn lộn. Ấn sớm. Ấn sớm chút, đúng không? Mà cái trừ ra cái rớt hồi nãy lụm lên lụm xuống nữa. Đúng rồi. Coi như nó còn 1 phút 30 giây. Trừ 1 giây không ạ? 1 giây là gì đâu ạ? Đúng rồi. Thôi chấp nhận 1 phút 30 giây. Chúc mừng các bạn. Như vậy là chúng ta đã có quyền ưu tiên đầu tiên. Dạ. Mở ra đi. Giảm 20 hộp quà. Giảm 20 hộp quà. Chúc mừng. Xin chúc mừng. Đó là thử thách đầu tiên dành cho Duy Nam và Ngọc Huyền. Còn bây giờ Quỳnh Linh xin mời, chúng ta sẽ đến thử thách dành cho ba em nhỏ. Xin mời.
Cảm ơn cái phần dành ưu tiên của Ngọc Huyền cùng với Duy Nam đã hỗ trợ cho ba bạn ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với thử thách của chương trình. Bằng việc là các bạn sẽ vượt qua những chướng ngại vật và đem những cái túi mà em gia đình Việt về đây. Đội nào đem về thời gian thấp nhất có thể, đội đó sẽ có cơ hội chiến thắng ở những thử thách của chương trình. Các con kiểm tra đồng hồ số mấy? Không ạ. Số 0. Rồi, số mấy con? Số 0 ạ. Số 0 nha, tất cả đều số 0. Khi nào bắt đầu, chú Quỳnh Linh sẽ bấm đồng hồ. Ở ngoài kia là con Duy Nam với chị Ngọc Huyền rồi, ủng hộ các bạn rồi, đừng có lo. Các bạn thắng lên. Các bạn ơi. Rồi, chuẩn bị, thời gian dành cho ba đội. Bắt đầu. Lên. Rồi, bay qua lên. Nhanh nhất có thể. Ôi, đúng rồi. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Chạy thật nhanh về. Thật nhanh các bạn nha, chúng ta xuất phát thật nhanh. Bình tĩnh, bình tĩnh. Chúng ta đang đến với thử thách đầu tiên trong chương trình Mám Gia Đình Việt dành cho ba bạn nhỏ. Với sự nỗ lực cố gắng các bạn, không biết là thời gian của các bạn thế nào. Chúng ta chờ xem. Cố lên các em. Cố lên nào. Cố vũ cho các bạn nào. Cố lên, 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 cố lên. Nhanh nhất có thể nha các bạn nha. Chiến thắng hay không là do các bạn nỗ lực đó. Bao giờ sự thành công cũng cần có sự nỗ lực, cố gắng hết sức mình luôn. Rất tuyệt vời, rất cố gắng. Dài, dài, dài. Chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn. Chạy đi, chạy đi. Chạy lên. Chạy lên. Chạy lên, chạy lên. Cố lên. Rồi, đội thứ nhất, đội thứ hai và cuối cùng. Chạy đi, chạy đi, chạy. Chạy. Cuối cùng. Cố lên em. Chạy lên nào, nhanh nhanh nhanh. Nhanh nhất có thể. 3, 2, 1. Rồi. Như vậy là cả ba bạn nhỏ đã cố gắng nỗ lực hết sức mình. Đồng hồ đã dừng lại. Chúng ta bắt đầu công bố kết quả thôi quý vị. Chúng ta vừa chứng kiến sự nỗ lực của các bạn nhỏ ở thử thách đầu tiên của chương trình Mám Gia Đình Việt. Đội của bạn Quỳnh Như là 3 phút 52 giây. Chúc mừng. Đội bạn Thùy Trang là 3 phút 50 giây. Đội đang có thời gian thấp nhất đó là đội bạn Quốc Việt với 3 phút 46 giây. Rất là tuyệt vời. Bất cứ sự thành công nào cũng cần sự nỗ lực và cố gắng trong cuộc sống. Cứ cố gắng lên, cứ cố gắng thật nhiều. Chắc chắn chúng ta sẽ vươn tới một thành công tốt đẹp. Còn bây giờ, Quỳnh Linh mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho Duy Nam và Ngọc Huyền. Mình có hai thử thách. Thử thách đầu tiên mình được rồi. Dạ. Còn thử thách thứ hai cố gắng được nữa nha. Dạ. Nhưng mà nhanh hơn lần trước nữa nha. Dạ. Sẵn sàng chưa Duy Nam và Ngọc Huyền? Em đã sẵn sàng ạ. Sẵn sàng rồi ạ. Bây giờ nhiệm vụ là gì? Mình kẹp quả bóng ở trong trong đầu gói nè đó. Mình nhảy lên đó, thả hết bánh xe mấy quả bóng là xong. Nó mà nảy ra thì sao? Thôi bỏ. Nhảy tiếp lại. Lại à? Thành ra phải kẹp cho nó chắc nha. Vâng. Bọn em có bao nhiêu thời gian ạ? Vẫn là 1 phút 30 giây. Ồ. 1 phút 30 giây. Thôi cho 2 phút đi. Cho 2 phút đi anh ạ, cho 2 phút khó. Đi. Rồi 2 phút luôn. Bắt đầu. Đúng rồi. Đó. Trời ơi. Trời ơi. Nó ra ngoài tới nơi và ra ngoài nhanh lên. Đó đúng rồi, nó như nào. Đẻ được một quả trứng thôi. Tác. Huyền ơi bình tĩnh ơi. Sao mà gà trống lại đẻ được nhiều trứng hơn thế này? Gà trống lại đẻ được nhiều trứng hơn thế này. Đúng rồi đó. Trời ơi. Ôi trời ơi, thành ra gà trống rồi. Các em ơi, cổ vũ cho anh. Thử rồi. Vô. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Nhanh lên. Hai cái nữa là ta thắng rồi, nhanh lên. Nhanh lên. Cái cuối cùng.
Rồi. Ôi ơi. Ôi ơi. Chưa bao giờ cái cơ bắp và hai cái bên bờ chân này nó lại tê tái như ngày hôm nay. Sao Huyền, thấy sao Huyền? Hết cả ơi chú ơi. Chúc mừng các bạn. Dạ. Đồng hồ đã dừng lại dưới 2 phút rồi. Dạ. Chúc Nam và Ngọc Huyền. Yeah. Bây giờ anh mở ra đi nào, quyền ưu tiên là gì? Dạ. Ưu tiên của bạn là lại xếp lại 20 quả bóng và bỏ lại vòng tròn thêm lần nữa. Ôi, thế này thì chết cơ. Đùa đấy thôi ạ. Giảm 10 quả bóng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách vô cùng quan trọng dành cho ba em nhỏ. Để xem sau thử thách này đội nào sẽ được bước vào vòng rút logo của máy ấm gia đình Việt. Xin mời. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách rất là quan trọng. Thành ra là thử thách này bằng mọi giá, cố gắng hết sức mình, mấy trăm phần trăm luôn, sức lực của mình luôn các con nha. Thử thách đó là gì? Ở trong đống rơm có rất nhiều quả bóng bàn. Các con phải cùng với hai khách mời phải tìm bóng bàn và vượt qua chướng ngại vật. Sau đó chúng ta để cái bóng bàn vào cái vị trí ngay chỗ cái ống nhựa đó. Rồi chúng ta sẽ thổi di chuyển cái bóng bàn đó trên cái bàn, di chuyển qua cái ống nhựa bên đây. Mỗi cái ống nhựa như vậy là sẽ có hai cái quả bóng bàn nằm ở trong đó. Chuyển không bằng tay nha, bằng cái hơi thở của mình di chuyển qua cái ống nhựa bên đây. Ba cái ống nhựa bên đây là 6 cái quả bóng bàn. Ở lượt thi này thì các con sẽ chọn xem đội nào thi trước rồi nào thi sau. Nào, 1, 2, 3. Như vậy là con số 1 thi đầu tiên, sau đó tới Việt và con là thi cuối cùng. Rồi tất cả mọi người vào bên trong nghỉ, còn đội số 1 ở lại. Càng nhanh càng tốt, thời gian càng thấp, mình càng có khả năng chiến thắng. Bắt đầu! Tiêm trứng! Di chuyển nhanh lên con. Rồi. Đúng rồi. Mạnh lên. Đó. Đúng rồi. Ráng lên. Một quả. Hay lắm. Không được dùng tay nhá. Tất cả đều không được dùng tay. Bông hoa. Rồi nhớ thổi đi con. 12 cái. 2 cái thôi. Trời ơi, chứ làm sao thổi lên. À, được rồi. Đáng lên. Mạnh lên. Vô. Ở trên nhá. Ba ống nhựa, ba quả bóng. Cái ống trên khó thật. Đáng lên. Chạy về không được. Rơi là chúng ta phải chạy về lấy quả bóng khác. Cố lên làm đi con. Rồi không được rồi. Ở trên rồi nha, không được ở dưới nữa nha. Ở dưới là không tính. Mỗi một vị trí ống nhựa như thế là có 3 quả bóng bàn. Không được đụng vào quả bóng. Mạnh lên, thổi mạnh lên Huyền. Mạnh lên. Vô. Một quả cuối cùng. Một quả cuối cùng, ráng lên con gái. Nam thổi đi Nam. Ráng lên. Cố lên. Đáng lên, thổi mạnh lên. Thổi, không được dùng. Cố lên, cố lên. Cố lên. Ai? Thổi tiếp, thổi tiếp em. Thổi tiếp đi em ơi. Vô. Vô. Thưa quý vị, như vậy là Quỳnh Linh đã bấm đồng hồ dừng lại rồi. Chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho đội thứ hai. Bây giờ đến đội của bạn Việt. Mỗi đội chúng ta sẽ tìm bóng bàn vượt qua chướng ngại vật và di chuyển bóng bàn bằng hơi thở của mình. Mỗi cái vị trí ống nhựa đó phải có 3 quả bóng bàn con nha. 1, 2, 3. Sẵn sàng. 3, 2, 1. Bắt đầu. Đồng hồ đã chạy. Bắt đầu di chuyển, nhanh lên Việt, nhanh lên.
Mạnh lên Việt, thôi mạnh lên. Đó, đúng rồi. Vô, chạy nhanh về. Mấy quả bóng đầu rất là đơn giản, nhưng quan trọng mấy quả bóng sau. Vào luôn, tốt rồi. Cố lên. Rồi. Đẩy lên trên cho nó lên đầu á. Rồi. Chúng ta đẩy lên đây trước nè. Trên cùng, trên cùng. Go lên, go. Vô. Mạnh lên. Không được rồi. Ở trên vị trí mà ráng lên. Mạnh lên Việt, mạnh lên. Ráng lên. Vào. Còn một quả nữa. Không được dùng miệng, không được đụng vô nha. Vô. Như vậy là đội thứ hai của Bằng Việt cũng đã hoàn thành xong. Đồng hồ đã dừng lại. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với đội cuối cùng quý vị. Đó là đội của em Trang. Yeah. Và bây giờ thời gian dành cho bạn Trang chuẩn bị. Con xem đồng hồ nào. Không ạ. Ở lần thứ nhất làm thế nào? Lần thứ hai, thứ ba vẫn làm như vậy nha. Dạ vâng ạ. 3 2 1 bắt đầu. Nhanh nhanh. Hỏi chưa con? Vào, nhanh lên, chạy đi. Đúng rồi, quan trọng là ở vị trí đầu tiên là nó hơi khó chút xíu nào. Vào. Cố lên nào. Trời ơi. Rồi. Quan trọng là cái ba trái bóng ở trên đầu thôi. Lên, mạnh lên, mạnh lên. Điều khiển làm sao cho nó lên đây nè, mới hay nè. Có là em. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ráng lên Nam. Một quả nữa Nam ơi. Vào. Ê. Ê ơi. Lên. Ôi trời ơi. Rồi cuối cùng nhanh lên, nhanh lên. Cố gắng lên nè, vị trí đầu tiên. Cố gắng nhanh lên, còn một quả cuối cùng. Ráng lên Nam nào. Duy Nam. Đỗ Duy Nam ơi. Ráng lên. Yeah! Yeah! Quý vị, như vậy là đội bạn Trang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Đồng hồ đã dừng lại rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu công bố kết quả xem đội nào sẽ thắng cuộc trong ngày hôm nay. Xin mời. Kính thưa quý vị, rồi chắc chắn rồi, mọi thứ không tốt đẹp nó sẽ trôi qua. Thưa quý vị, đội có thời gian cao nhất sẽ nhận được 15 triệu đồng với thời gian là 7 phút 26 giây. Đội có thời gian kế tiếp là 6 phút 10 giây về gì sẽ nhận được 20 triệu đồng. Đội có thời gian thấp nhất là 6 phút 06 giây. Như vậy sự chênh lệch giữa đội về nhất và đội về nhì nó chỉ có 4 giây thôi. 4 giây trong cuộc sống đôi khi nó không là gì cả, nhưng đôi khi nó là giá trị đem đến cho gia đình rất là cao. Chính vì thế nên một bài học dành cho các con là trong cuộc sống này chúng ta phải chinh phục thời gian. Từng giây, từng phút chúng ta đừng coi thường thời gian các con nhé. Đội về 3 nhận được 15 triệu đồng với thời gian 7 phút 26 giây. Đội về 3 thuộc về bạn Quỳnh Như. Như ơi, chú cũng biết rằng con cũng sẽ tiếc nuối một điều gì đó, bởi vì sự nỗ lực của mình nó chưa được đền đáp xứng đáng. Con hãy nói cảm xúc của mình ngay lúc này đi Như. Con có một sự nuối tiếc ạ. Con chỉ thấp hơn mấy bạn
Một vài phút hoặc một vài giây thôi. Đôi khi giá trị nó nằm ở vài giây đó con ạ. Mình hãy cố gắng hơn nữa. Không được lần này chúng ta sẽ cố gắng lần sau con nhé. 15 triệu đồng chú Quỳnh Linh tặng cho con, 5 triệu nữa là có 20 triệu đồng trong ngày hôm nay. Chị ơi, chị có thể nói điều gì với số tiền 20 triệu hôm nay gia đình mình có? Dạ em xin chân thành cảm ơn chương trình với chú Quỳnh Linh đã tài trợ cho con của em. Tiền đấy em sẽ dành dụm để hai cháu đi học ạ. Chú Quỳnh Linh biết rằng Như rất là tiếc nuối và chắc chắn rằng nỗi buồn này nó cũng không phải đơn giản đâu. Nào, chú ôm con cái, hãy cố lên trong cuộc sống này Như nha. Không sao cả, có những thứ không như ý của mình, nhưng không phải vì thế mà chúng ta chùn bước trong cuộc sống này Như ạ. Chú tin rằng con sẽ thành công nhiều hơn nữa trong cuộc sống, cố lên con. Đội viên Nhi sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng. Đó là đội của bạn Trang hay là bạn Việt? Đội có thời gian 6 phút 6 giây là đội về nhất. Và đội có thời gian 6 phút 10 giây là đội về Nhi. Đội có thời gian thấp nhất 6 phút 6 giây sẽ được bước vào nút logo của chương trình. Đó là bạn bạn Trang. Đội bạn Trang 6 phút 6 giây. Đội bạn Việt 6 phút 10 giây. Chỉ có 4 giây thôi con. Bà ơi, bây giờ sau chương trình bà sẽ nhận được 20 triệu đồng. Quỳnh Linh sẽ tài trợ cho cháu của bà 10 triệu đồng để nó khỏi ăn mì tôm nữa. Vâng. Bà thấy sao nè? Vâng, trước mắt thì tôi cũng cảm ơn chương trình, cảm ơn anh với các họa sĩ đã thương, đã giúp đỡ hoàn cảnh gia đình của bà cháu tôi, mà giúp đỡ cho cháu đi đại học, được có tiền ăn, thì tôi cảm ơn. Dạ. Vâng. Bà đừng lo lắng nữa nha. Và Quỳnh Linh tin rằng là sẽ có nhiều mạnh thường quân nữa cũng sẽ hỗ trợ cháu trên bước đường ở giảng đường đại học. Chúc bà khỏe. Vâng. Chúc bà hạnh phúc, bình an là được bà nhé. Và quan trọng là ngày hôm nay chú muốn rằng là việc phải thay đổi. Vâng. Con hứa với chú đi nào. Con hứa chú con sẽ thay đổi. Không có buồn rầu nữa, không có cái năng lượng tiêu cực trong cuộc sống nữa, mà tất cả những năng lượng tích cực nó phải ở trong người của mình con nha. Vâng. Rồi chúc con sẽ thành công và chúc mừng đội thắng cuộc sẽ bước vào vòng đặc biệt, đó là đội của bạn Trang. Con thấy sao nè? Con thấy rất vui ạ. Hồi nãy chú Quỳnh Linh có hứa là chú Quỳnh Linh sẽ làm cái toilet cho gia đình con, đó là niềm vui đầu tiên. Rồi niềm vui thứ hai nữa là con sẽ được bước vào vòng đặc biệt đó. Con mong muốn điều gì ở vòng đặc biệt? Con muốn rút được nhiều tiền ạ. Rút nhiều tiền. Rồi chị, cảm xúc của chị ra sao? Dạ, trước tiên thì cho tôi xin được cảm ơn chương trình. Cũng không biết là có ngày hôm nay nữa thì cảm ơn, rất là cảm ơn nhiều ạ. Không biết nói gì nữa. Thưa quý vị, cuộc sống là như vậy đó. Có đôi khi chúng ta thấy quá nhiều giọt nước mắt chúng ta cũng đau lòng, và chúng ta muốn chia sẻ để lau khô giọt nước mắt đó. Và tôi thấy rằng rất nhiều khách mời hôm nay đang có mặt nơi đây cũng muốn chia sẻ điều đó. Thì Linh cũng xin mời đại diện của các đại lý cũng như các nhà phân phối của ống nhựa Hoa Sen, của tập đoàn Hoa Sen cũng như các mạnh thường quân, chúng ta hãy cùng bước lên đây, chúng ta có thể chia sẻ một chút gì đó với cả ba gia đình ngày hôm nay. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Tú Anh ạ. Em là đại diện của bên nhà phân phối ống nhựa Hoa Sen. Tham gia chương trình từ đầu đến giờ thì em vô cùng xúc động, và em cũng có một chút tấm lòng muốn gửi đến ba gia đình ngày hôm nay, để phần nào muốn chia sẻ bớt những gánh nặng trong cuộc sống. Hãy luôn luôn tích cực, luôn luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp. Em đại diện nhà phân phối Đặng Ngọc Thùng Lâm ạ. Nay đến với chương trình thì em thấy hoàn cảnh các nhà rất là khó khăn. Đây em có một chút quà tặng cho ba gia đình. Mong ba gia đình giúp phần nào cho ba gia đình trang trải cuộc sống.
Em xin chào tất cả mọi người ạ. Em là Bảo Trang và hôm nay em rất là xúc động và là lần đầu tiên khi mà em được tham gia một chương trình thiện nguyện như thế này. Em cảm thấy rất là xúc động, muốn nói đến với các em rằng khó khăn có thể sẽ qua nhanh thôi, nhưng mà các em hãy cố gắng, hãy học tập và có một cái sức khỏe tốt. Và hãy tin rằng trong tương lai sẽ có những cái cơ hội, sẽ những may mắn đến với bản thân mình. Quý vị thân mến, một món quà là một tình cảm rất là cao đẹp mà tất cả mọi người gửi tặng cho những hoàn cảnh khó khăn ngày hôm nay. Thay mặt chương trình Mám Dình Việt xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều những tình cảm đó. Cảm ơn những tình cảm của quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ theo chân đội thắng cuộc, đội em Trang đến với vòng đặc biệt của Mái Ấm Gia Đình Việt. Chúc mừng em Trang đã đến với vòng đặc biệt Mám Gia Đình Việt. Nhiệm vụ của Trang cùng với hai khách mời là chúng ta lấy cái quả cầu này, chúng ta di chuyển qua chướng ngại vật này, đứng ở vị trí này. Chúng ta sẽ lấy cái quả cầu đó nhúng vào màu và chúng ta phi thẳng vào những cái vòng tròn ở trên con gà đó. Có 10 cái vòng tròn, 10 vòng tròn đó nếu mà thấm màu của chúng ta là xong. Nếu mà các bạn thực hiện được 10 cái vòng tròn đó ở trong vòng 1 phút 30 giây, các bạn sẽ rút luôn 8 bản logo của Mái Ấm Gia Đình Việt. Còn nếu như các bạn thực hiện trong vòng 2 phút, các bạn sẽ rút được 6 logo của Mái Ấm Gia Đình Việt. Các bạn thực hiện chương trình trong 3 phút sẽ được 4 logo, 4 phút được 2 logo, 5 phút trở lên được 1 logo. Nếu vượt qua 10 phút, các bạn không được rút logo nào cả. Đấy, đó là giới hạn đừng quá 10 phút. Tâm lý của Nam thế nào? Dạ em đã sẵn sàng rồi, em sẽ cố gắng ạ. Cháu cũng sẵn sàng rồi ạ. Sẵn sàng nha, chơi thật tốt nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Nhanh lên Trang. Cố lên. Nào, chúng ta nhau nhúng cái màu. Đúng rồi, hãy mạnh lên. Không được rồi. Ôi, một cái rồi. Chúng cái vòng tròn đó nha. Trời ơi, chút xíu nè. Ráng lên, mạnh lên, quy mạnh lên. Đổ đi rồi. Hai cái rồi. Hai cái rồi. Sao, chưa được. Xích được thôi. Ráng lên nào nha. Hít thôi, mạnh lên. Quy. Ôi, gần được. Gần được rồi, không quyền đâu, mạnh lên. Trời ơi, cái bà này bà yếu quá, nó xa quá. Ráng lên nào. Vô. Ôi. Sát bên mà không được nữa. Ráng lên. Hai chưa được luôn. 6 cái nữa. Lập dây đó, vô. Nhanh lên. Trời ơi. Chọc lại. Sát bên mà không. Trời vô. Này. 5. Sát ở đây mà nó phi hụt luôn. Trời ơi, cái được rồi. Vô. Còn cái nữa kìa. Trời ơi. Vô. Còn cái nữa không? Vô. Rồi cái cuối cùng. Vô. Tại ơi, bà bị hụt luôn. Thôi được rồi. Thôi đứng đây mà bà bị hụt hoài luôn. Hai cái cô này, tôi dời sát bên mà phi hụt luôn. Thôi tôi mệt quá. Tôi giúp đỡ tới mức vậy rồi mà cũng không được. Đồng hồ đã dừng lại 4 phút 1 giây. Chúc mừng. 4 phút 1 giây, gia đình mình có 2 logo. Wow. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng rút logo, 2 logo của Mái Ấm Gia Đình Việt.
ta vừa vượt qua một thử thách cũng rất là khó nhưng mà cũng rất là dễ, cũng rất là vui, cũng rất là không vui. Nhưng mà qua đó tôi thấy được rằng là trong cuộc sống đôi khi có những điều mà người ta hỗ trợ mình phải biết gọi là nắm bắt nó. Nếu như mà mình không tập trung vào công việc á, mình lãng quên một giây, một phút nào đó thì cái cơ hội nó sẽ qua đi và nó sẽ không ở lại với mình. Đấy là một bài học mà tất cả chúng ta cần nên nhớ. Và ngày hôm nay nói gì nói thì em Trang cũng đã cùng với Ngọc Huyền, cùng với Duy Nam được qua thử thách của chương trình. Chúng ta có điều kiện, có cơ hội là hai logo của Mai Ấm Gia Đình Việt. Rồi bây giờ mẹ của Trang, mình chọn một logo nào đó đi. Dạ, con xin chọn số 8. Số 8, mở số đầu tiên để xem. Mời Nam có thể dẫn chị qua đây. Vâng, để em cùng mời chị ạ. Mình rút một cái bảng đầu tiên xem thế nào. Số 8. Chị có vẻ rất hồi hộp đúng không ạ? Ống thép hoa sen, bền vững đến tương lai. Một số 0 nữa là có tiền triệu rồi đây này. Chị này, một số 0 nữa nào. Wow! Hy vọng hôm nay em sẽ là mèo may mắn. Rút. Wow! Chúc mừng chị. Như vậy là chúng ta đã có niềm vui đầu tiên rồi. Mình còn một logo nữa. Trang, con chọn đi, số mấy? Con chọn số... Số 1 đi. Số 1. Số mấy? Số 1. Số 1 ạ. Số 1. Số mấy? Số 1. Rồi lên lên. Số 1 ạ. Rút số 1, Trang với Huyền qua đây. Thôi Nam qua luôn đi. À, vâng, em qua luôn. Sao may mắn anh ạ? Chị, em mời chị ạ. Nào. Trang, trăm. Ống nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc. Một số khúc. Ai? Ai? Số? Số? Ôi! Wow! Ai? Trời ơi! Từ từ! Ôi! Chạy ra kéo chú lại đi! Dùng mọi lý lẽ thuyết phục chú lại đi! Dục! 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 Ống nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc với số tiền là y rút sáu mươi tuyệt vời. Chị thấy sao? 60 triệu đồng, như vậy là chị có 70 triệu đó. Nói đi chị. Con xin cảm ơn chương trình, với lại con không ngờ là hôm nay con được số tiền nhiều như thế ạ. Con rất xúc động và con rất cảm ơn chương trình ạ. Mong chương trình có nhiều chương trình nữa để giúp đỡ những các em nhỏ với lại có hoàn cảnh khó khăn hơn con nữa. Rất vui, xin mời gia đình của em Như, mời gia đình của em Việt bước vào đây nào. Một ngày đẹp trời tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Chúng ta đón nhận quá nhiều tình cảm dành cho cả ba gia đình ngày hôm nay. Khi bắt đầu đến đây, toàn là do những giọt nước mắt, rất nhiều nỗi đau, sự tổn thương trong cuộc sống. Bởi vì chúng ta không may mắn sinh ra trong những gia đình khó khăn. Nhưng không vì thế mà chúng ta buồn. Chúng ta phải nỗ lực hơn nữa, chúng ta hãy vui hơn nữa để thay đổi một cuộc sống mới. Và hy vọng ngày hôm nay với những cái năng lượng tích cực đó, nó sẽ truyền tải đến cả ba gia đình hôm nay, đặc biệt là em Như, em Việt và em Trang nhé. Chú Linh mong rằng cuộc sống ta sẽ thay đổi nếu như chúng ta cố gắng, chúng ta không ngừng nỗ lực trong cuộc sống này. Nếu như các bạn nhỏ bình thường nỗ lực 100% thì các con phải nỗ lực 200% trở lên. Chú tin rằng cuộc sống này có rất nhiều điều tốt đẹp đang sẵn sàng đến với gia đình của chúng ta. Và trên sóng truyền hình có số tài khoản của gia đình của ba em. Chúng ta vào website mamgiadinhviet.vn để chia sẻ những tình cảm của mình. Có số tài khoản trong đó, chúng ta muốn tặng bao nhiêu cũng được hết. Hoặc chúng ta có thể nhắn những cái tin nhắn động viên tinh thần cho các ba gia đình ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã hỗ trợ chúng tôi. Còn bây giờ sẽ là phần quà dành cho ba gia đình. Đầu tiên mời Ngọc Huyền. Tham gia với chương trình Bán Gia Đình Việt thì cháu đã chuẩn bị hết sức mình để thi những phần thử thách vừa rồi. Và bây giờ thì cháu sẽ gửi một phần quà đến gia đình bé Như. Chị chúc em là học thật giỏi và cố gắng thật nhiều và làm một cái nguồn dựa để cho mẹ em dựa vào. Ngoài việc chuẩn bị sức khỏe thì cháu có một chút phần quà nho nhỏ, hy vọng là sẽ làm động lực cho các bé cố gắng hơn.
Cảm ơn Ngọc Huy rất nhiều. Mời Đỗ Duy Nam. Hôm nay được tham gia chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt đúng là một may mắn với cả cá nhân em. Đến đây thì cũng như đầu tiên em nói, bàn tay thì có những khe hở để cần một bàn tay khác nắm lấy, trao nhau yêu thương. Và ngay bây giờ thì xin được trao cho Việt phần thưởng này. Chúc cho em luôn là một người đàn ông mạnh mẽ để cho bà mình dựa vào. Và cũng như Huyền, ngoài sức khỏe ra thì em cũng có đến đây để chuẩn bị một chút quà. Xin gửi mỗi gia đình 2 triệu đồng để các em mua xe đạp đi học. Vâng. Anh gửi. Cảm ơn Đỗ Duy Nam rất là nhiều. Còn bây giờ sẽ là phần thưởng cao nhất trong ngày hôm nay. Đó là phần thưởng dành cho em Trang. Xin mời anh Cao Quảng Sang, Phó Tổng đốc Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen sẽ trao số tiền 70 triệu đồng. Hôm nay tham gia chương trình Máy Ấm Gia Đình Việt cùng với ba gia đình với ba cái hoàn cảnh khác nhau. Thì tôi và tất cả các khán giả tại trường quay tại thành phố Vịnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc rất xúc động khi lắng nghe những cái chia sẻ của các mẹ, các bà về hoàn cảnh gia đình của mình. Thì đại diện công ty cổ phần Nhựa Hoa Sen thì tôi xin gửi đến một món quà cho gia đình em Trang. Thì với sự nỗ lực và một chút may mắn của mình, mặc dù hơn có 4 giây gia đình so với gia đình em Việt, nhưng chúng ta trong cuộc chơi cũng phải có người thắng, người thua. Và cái sự may mắn đó đã tới gia đình cho em Trang. Và thông qua cái món quà này, cũng hy vọng gia đình em Trang sẽ trang trải được cái chi phí và một phần để có thể là cải thiện được cuộc sống, để chăm lo cho gia đình em Trang cuộc sống đầy đủ. Và không những gia đình em Trang, thì tôi cũng xin chúc cho gia đình em Việt và gia đình em Như sẽ luôn dồi dào sức khỏe. Chúc cho các bà, các mẹ của gia đình sẽ luôn là trụ cột và cái tinh thần vững chắc cho các em, các cháu có thể vững bước học tập và cố gắng hơn nữa để có một cái tương lai rạng ngời hơn. Và hy vọng qua cái chương trình này, chỗ em Trang, em Việt và em Như hãy suy nghĩ tích cực để luôn luôn hướng tới tương lai, cố gắng học tập, nỗ lực để chúng ta có thể có công việc ổn định, chăm lo để không phụ những cái công lao của các bà, các mẹ đã chăm lo cho các em thời gian vừa qua. Cảm ơn Cao Quảng Sang rất là nhiều. Như vậy là chúng ta đã có trọn niềm vui ngày hôm nay. Như ơi, cố lên con nha. Chú biết rằng cuộc sống này vẫn còn những điều khó khăn, nhưng mà chúng ta phải cố lên, chúng ta để vượt qua những khó khăn đó. Và ngày hôm nay cái món quà chương trình cũng như là chú Quỳ Linh cũng như là tất cả mọi người tặng cho con đó, hãy giữ nó như một giá trị hạnh phúc, là một động lực để giúp con vượt qua khó khăn đó. Việc cũng vậy. Với số tiền chú nghĩ rằng nó nhỉnh hơn gia đình như một chút xíu, đó là một sự may mắn của con. Con cũng phải cố gắng hơn nữa, bởi vì con là một người đàn ông trụ cột trong gia đình. Bà bây giờ càng ngày càng lớn tuổi rồi, và hy vọng rằng chị con đang học đại học ở Hà Nội sẽ nhận được món quà của chú để là một cái niềm tin hơn nữa, để có thể học tốt ở giảng đường đại học, để thay đổi cuộc sống cho cả gia đình nha. Chú gửi lời thăm chị của con và chúc cho con và bà nhiều sức khỏe, đặc biệt là em Trang. Cố lên con nha. Bây giờ thì con là người hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay. Con sẽ đem cái nụ cười, những điều tích cực đó động viên mẹ nhiều hơn nữa. Chú tin rằng một ngày không xa thì gia đình con sẽ thay đổi cuộc sống này. Tất cả mọi thứ chúng ta nghĩ rằng nó dừng lại, nhưng không bao giờ dừng lại đâu. Nó vẫn tiến triển, cuộc sống chúng ta vẫn tiếp tục phải đi. Ở phía trước chúng ta còn rất nhiều điều khó khăn, nhưng cũng còn rất là nhiều điều tốt đẹp. Cứ đi sẽ đến các con nha. Chúc cả ba gia đình hôm nay thành công trong cuộc sống. Đặc biệt là cảm ơn Duy Nam, cảm ơn Ngọc Huyền. Các bạn đã nỗ lực hết sức mình để đổ những giọt mồ hôi trong những trò chơi, để đem những điều may mắn cho ba gia đình ngày hôm nay. Chúc các bạn thành công trong những vai diễn, chúc các bạn thành công trong sự nghiệp mình đam mê. Cảm ơn các mạnh thường quân, cảm ơn những người đã động viên, vận động, tài trợ cho ngày hôm nay. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp thật nhiều may mắn trên con đường mưu sinh của mình. Còn bây giờ Quỳ Linh xin nói là chào tạm biệt. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Hẹn gặp lại vào lúc 20:20 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Bicom thực hiện, với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Tạm biệt, hẹn gặp lại Mái Ấm Gia Đình Việt. Hoa Sen
Máy ấm gia đình Việt phát sóng vào lúc 20:20 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 và 20:45 trên kênh YouTube Golden Moon Network.